tuần qua, dư luận hướng sự chú ý về phiên tòa xét xử bà Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm trong vụ án liên quan tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB với những lời khai và tình tiết đầy bất ngờ. Bị cáo Nguyễn Văn Hưng, cựu phó chánh thanh tra, giám sát ngân hàng bật khóc tại tòa vì trót dính những viên đạn bọc tiền của bà Lan. Trả lời phần xét hỏi, bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng 2 thuộc ngân hàng nhà nước 2, có 4 lần nhận tiền từ Võ Tấn Hoàng Văn, nguyên tổng giám đốc, và Đinh Văn Thành, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng SCB, hiện đã bỏ trốn với tổng cộng 5.200.000 đô la Mỹ. Trước đó, bị cáo Văn khai tại tòa về những lần mang thùng trái cây có chứa tiền đi cùng tài xế đến nhà bà Nhàn, nhưng không rõ số tiền bên trong là bao nhiêu. Tại tòa, bà Nhàn trình bày quá trình thanh tra không nhận tiền quà của SCB. Mà khi hoàn thành báo cáo kết quả thanh tra, báo cáo đầy đủ sai phạm của SCB trình lên cấp trên, thì Văn và Thành xuất hiện để đưa tiền. Thực tế, bà Nhàn nộp 4.800.000 đô la Mỹ và 10 sổ tiết kiệm hơn 10 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Cáo trạng cáo buộc vì động cơ cá nhân nhận tiền lợi ích vật chất từ SCB, ông Hưng chỉ đạo bà Nhàn và các thành viên trong đoàn cố tình che giấu bưng bít, dự thảo kết luận thanh tra và các báo cáo không trung thực, không đầy đủ lên lãnh đạo ngân hàng nhà nước và chính phủ. Mục đích là để đoàn thanh tra không chuyển các sai phạm sang cơ quan chức năng để xử lý. Việc này tạo điều kiện cho SCB tiếp tục thực hiện đề án tái cơ cấu. Bị cáo Nguyễn Văn Hưng, cựu phó chánh thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước khai tại tòa, nhiều lần nhận 390.000 đô la Mỹ của SCB trong các ngày lễ Tết. Từ đó, bị cáo báo cáo không trung thực về thực trạng tài chính của ngân hàng này, tạo điều kiện cho SCB tiếp tục đề án tái cơ cấu. Trong hơn 20 phút thẩm vấn, khi nhắc đến những người anh em trong đoàn thanh tra tại SCB, bị cáo Hưng ngập ngừng, rớt nước mắt và xin giảm nhẹ hình phạt cho các thành viên đoàn thanh tra vì trót dính những viên đạn bọc đường triệu đô la của Mỹ và Trương Mỹ Lan.